Và đây mời xin giới thiệu quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Truyền Thông Bi, phát sóng 17 giờ 50 phút Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngay sau đây xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của khách mời đặc biệt, đó chính là ai đây? Xin mời quý vị. Và đây, vị khách mời mà tôi luôn yêu thương nhất trong showbiz Việt, vũ công điển trai Lâm Vinh Hải. Yeah, quá chuyên nghiệp luôn. Rồi xin mời Hải vào vị trí nào. Mời Hải. Ủa em tự nhiên nhớ nhà em vậy đó anh? Hải thấy làm sao? Nhà mới anh sao? Sáng sủa khang trang đó. Bởi vì qua những mùa trước đây của Khẩu Vị Ngôi Sao nhận được rất nhiều tình cảm của quý vị khán giả, nên mùa mới này Hoài Đá Bơ cùng với tất cả ekip thực hiện chương trình phải cố gắng làm sao chương trình ngày càng hay và hấp dẫn hơn. Lâm Vinh Hải chỉ là một trong những khách mời đầu tiên để sông đất nhà Khẩu Vị Ngôi Sao, nên hy vọng là bữa nay sẽ là một bữa tiệc người ta gọi tân gia. Tân gia em quên mang quà không? Chứ cần lát nữa làm xong hung anh nhẹ ăn cái là nói chứ tân gia mà bữa nay không phải phục vụ đồ ăn cho chủ nhà, yeah, mà phục vụ đồ ăn cho khách mời nghệ sĩ là Lâm Vinh Hải. Yeah. Và chúng tôi cũng đang rất mong muốn là Hải cũng sẽ chia sẻ thật là nhiều những cái niềm vui, nỗi buồn, thậm chí là những cái bí mật mà trước giờ chưa bao giờ chia sẻ. Sẵn sàng không? Sẵn sàng. Và bây giờ thì xin mời Hải mình viết tên hai món ăn lên tờ giấy này nhé. Hai món nha. Mình được order hai món luôn. Hai món bất kỳ luôn. Chà, món gì đây? Ok, xong chưa? Rồi, xong rồi mình anh. Úp lại nè. Úp lại. Chưa tiết lộ. Nghe. Rồi, mình để đây. Đây chính là hai thử thách rất lớn trong ngày hôm nay để cho hai vị khách mời hôm nay nấu ăn cho Hải ăn nha. Và ngay sau đây xin mời Lâm Vinh Hải chào đón hai nữ đầu bếp xinh đẹp ngày hôm nay. Xin mời. Đây. À, chào hai bạn. Chào em. Chào em. Rồi, mời hai người đẹp ngồi. Nào, giới thiệu đôi nét về mình để Lâm Vinh Hải hiểu rõ nào. Mời em. Dạ, em tên là Kim Hoàng, nghề nghiệp của em hiện tại là diễn viên tự do. Còn bạn? Em tên là Nguyễn Thị Huệ, nghề nghiệp của em là kinh doanh với lại là văn phòng. Nói về Lâm Vinh Hải thì chắc chắn là rất nhiều thông tin, rất nhiều tình cảm dành cho anh ấy rồi. Lâm Vinh Hải có điểm gì ấn tượng đối với Hoàng nào? Đầu tiên ấn tượng với em là ngoại hình của anh và cũng như là tài năng của anh. Còn với Huệ? Ngoại hình là một phần rồi, thứ hai là em cực kỳ thích những người nhảy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu rõ về Lâm Vinh Hải qua ba từ khóa nằm trong ba ẩn số sau đây. Đây, 1, 2, 3. Mình chưa biết nội dung bên trong là gì hết, nên nhiệm vụ của hai bạn Hoàng và Huệ phải trả lời thật đúng những câu đố để chúng ta có thể có quyền lật một trong ba cái ẩn số này để mình tìm hiểu kỹ về anh Hải. Bên cạnh đó, nếu như bạn nào có nhiều kết quả đúng hơn sẽ có quyền ưu tiên lựa chọn một trong hai món ăn ngày hôm nay anh Hải vừa mới viết ra đây để mình nấu theo đúng với sở trường của mình. Sẵn sàng chưa nào? Dạ rồi. Và ngay sau đây xin mời cả nhà bước vào vòng đầu tiên, đó chính là khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị đến với phần đầu tiên của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, đó chính là khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao. Sau đây sẽ là câu hỏi số 1. Lắng nghe, sau đó mình ghi câu trả lời ra nha. Long nhãn là đặc sản của tỉnh nào nước ta? Xong chưa? Hết giờ. Nào, lật kết quả ra, xin mời. Huệ thì ghi là Ninh Thuận, Hoàng thì kêu là Kiên Giang. Kết quả là... Hưng Yên. À, chưa chính xác. Long nhãn chính là đặc sản của Hưng Yên. Thì theo Đông Y á, long nhãn nó cũng rất là bồi bổ cho tâm tỳ, an thận, lợi khí, dưỡng huyết. Ở câu hỏi số 1 này chưa có người đẹp nào ghi bàn hết, nên bây giờ mình sẽ nhường cái quyền lật ẩn số dành cho Lâm Vinh Hải. Mời bạn. Chắc hãy chọn ở giữa nha, số 2. Số 2, cảm ơn Hải, xin mời, số 2. Hả? Sao từ khóa liên quan đến Lâm Vinh Hải mà sao nam tính vậy? Bờ môi tinh tế. Về cái từ khóa này á, thì nó gắn liền một câu chuyện của Hải. Là hồi trước Hải rất là thích xem phim. Và có một cái phim về ẩm thực á, có cái món gọi là đậu hũ mè cây hay gì đấy. Đó, và khi mà mình tới nhà hàng mình thấy cái món đó, khoái mình gọi liền, anh hiểu không? Mà lúc đó thì Hải chưa ăn được cây, năn nỉ gia đình cho ăn bằng được. Sau khi đem ra, thơm, gấp miệng, bọ miệng. Cây. Mà anh hiểu kiểu mà hồi trước con nít mình mà
càng cay mà món mình càng muốn, mình càng ăn nhiều, anh hiểu không? Ăn xong cái môi sưng lên, ướt áo luôn anh. Môi đổ ướt áo. À, một kỷ niệm vui là giúp cho Lâm Minh Hải không bao giờ quên món đó luôn. Như vậy thì riêng với cái hương vị cay á, Lâm Minh Hải ăn có được nhiều cay không? Em ăn cay được nhưng mà không được quá cay. Không được quá cay nha, nhớ nha. Lát nêm nếm cẩn thận. Ngoài cay ra thì bạn Lâm Minh Hải còn không thích cái hương vị nào khác nữa không? Đắng được không nè? Đắng được. Ngọt được. Mặn mặn mặn. Dĩ nhiên cái nào cũng đừng quá mặn. Bùi bùi. Bùi được. Thum thủm. Mùi đó chịu ra. Ví dụ như mắm tôm chẳng hạn. À cái đó được. Bây giờ xin mời hai người đẹp đến với câu hỏi thứ hai, cố gắng giành quyền ưu tiên. Bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi. Bún sứa là đặc sản của miền nào? 3, 2, 1, hết giờ. Mời hai người đẹp. Miền Trung, miền Nam. Ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái bảng là bún cá hay là bún sứa Nha Trang. Dạ. Chính xác, miền Trung. À, Đại Kim Hoàng đã giành được chiến thắng tại câu hỏi này. Bún sứa là một món đặc sản không thể nào thiếu được. Ai mà đến Nha Trang nói riêng hay là miền Trung nói chung á, từ Phan Thiết trở ra là toàn là bún sứa không. Nhưng mà mỗi nơi sẽ nêm nếm theo một cái phong cách khác nhau. Và bây giờ thì xin mời bạn Kim Hoàng lựa chọn một trong hai con số còn lại, 1 hay là 3. Vậy cho em lựa chọn ô số 3. Không được khen. Ồ, vậy anh Hải là anh không thích nhận bằng khen đâu á. Vậy mà anh làm một cái 1 là lên quán quân luôn. Ghê thiệt. Mình làm được cái gì mình đạt được thì mình được bằng khen, điều đó mình phải nhận chứ anh. Nhưng mà tại sao không được khen là làm sao? Bây giờ em chỉ nói thiên về hai người phụ nữ chính trong gia đình thôi, là bà ngoại và mẹ thôi. Tại vì vốn dĩ là bà ngoại mẹ cũng rất là khéo tay, rất là hay nấu ăn. Nhưng mà mỗi lần nấu món nào mà mình khen, ôi hôm nay bà nấu món này ngon quá, mẹ nấu món này ngon quá, là coi như một tháng trời là ăn món đó luôn anh. Hiểu luôn. Không hiểu. Được khen. Đây là một cái dấu ấn riêng. Dạ, đúng rồi. Trong gia đình mình. Cảm ơn bạn đã chia sẻ một câu chuyện vui mà hiếm của gia đình nào mới có, giống như là mình hại lắm nha. Như vậy là tạm thời bạn Kim Hoàng đang dẫn trước nha. Quyền ưu tiên đang nằm trong tay mình. Bây giờ sẽ là cơ hội để cho bạn Huệ gỡ điểm nè. Đó chính là thử thách nằm ở khu số 1. Hai bạn cố gắng làm sao trở thành những nàng tắm xinh đẹp. Bây giờ đợi mẹ cám xíu nha. Hai con à, giờ mẹ không biết đứa nào là tắm hết trơn á. Hai đứa giờ bữa nay sao giống nhau quá. Và để cho hai đứa có thể hẹn hò với hoàng tử Lâm Vinh Hải. Hai con hãy dùng đôi đũa này, nó không có dài nhiêu á. Nhiệm vụ của hai con là phải cố gắng làm sao gấp đậu màu đỏ cho mẹ thôi. Mà thời gian đó chỉ có 1 phút 30 giây thôi, 90 giây để cho con có thể hẹn hò với Lâm Vinh Hải. Ở bên cạnh đó cầm đũa con gái, trời ơi nết na cầm gì kỳ vậy. Con đâu phải cầm đũa như vậy, con phải cầm đũa như vậy nè, hiểu không? Thời đại mới là con phải cầm như vậy nè. Con không được vừa qua được cái vạch màu vàng này, nghe chưa? Đó, con cầm như vậy nè, thấy mẹ cầm không? Đẹp mà quýt tọc dễ sợ. Con cầm đi, dễ mà. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Nè Phạm Huy. Phạm Huy luôn. Khó lắm á. Trời ơi đơn giản mà. Luật chơi đâu có cấm con dùng mọi hai tay. Đó. Ráng lên màu đỏ nha. Khó. Màu đỏ. Đúng rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Giữ đề nhịp thở. Đã bình tĩnh. Cái đề có một cách à. Vậy. Rồi. Đáng gừng. Bình kia xài chứng thật quá. Dắt. Ôi ôi. Cái tay. Một. Ôi. Ôi quen rồi, quen rồi, quen rồi. Quen rồi, ghê không, ghê không. Liên công rồi đó anh. Ê, thành công rồi con gái à. Ui. 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 Hay quá. Trời bên kia quá trời luôn, bên đây quá trời màu đỏ luôn nè. Ui. Khéo à, khéo à. Mình còn 5 giây. 3, 2, 1. Hết giờ. Rất tốt. Rồi cảm ơn tụi em rất nhiều. Bên của Kim Hoàng thì mình đếm nha. 8 hộp. Ê, 8 hộp đậu đỏ. Còn bên đây, rồi đậu trắng được bao nhiêu hộp đậu trắng Hải ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Anh cảm giác chừng hết điểm luôn nha. Còn hộp đậu đỏ là 1, 2, 3, 4, 22. 20, 22 hộp. 22 hộp đậu đỏ này, bởi vì có sự xuất hiện của 17 hộp đậu trắng này, sẽ trừ đi 22 trừ 17 còn 5. Như vậy bên bạn chỉ có 5 hộp mà thôi, 5 hộp màu đỏ. Còn bên đây người ta tới 8 hộp lần. Tôi xin tuyên bố người chiến thắng lại tiếp tục là Kim Hoàng. Đây chính thị là nàng tắm.
Và sau đây chúng ta hãy khám phá bên trong từ khóa cuối cùng là gì nhé. Xin mời. Cú lừa. Em bị lừa hả Hải, hay em lừa người ta Hải? Em bị lừa. Em bị lừa. Mất hết tuổi thơ luôn anh. 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 Cái cú lừa này từ năm em 7 tuổi cho tới năm em 13 tuổi em mới phát hiện ra. Trời đất, coi lừa lâu hen. Anh có biết Doraemon không? Biết chứ, ai mà không biết. Anh có thấy mèo máy ăn bánh rán rất là ngon miệng không? Ngon. Lúc nào cũng phải ăn 20-30 cái đúng không anh? 20-30 cái thồn như họng mà thậm chí còn cất vô giường nữa chứ. Đó, đó mới vấn đề. Cho tới năm em 13-14 tuổi đi. Ừ. Thì em mới được cơ hội ăn thử cái bánh rán đó. Đó ngoài đường bán ấy. Nó là hai cái miếng bánh bột nướng sau đó kẹp. Kẹp ở giữa là đậu đỏ. Và em cắn một miếng thôi. Ừ. Em tưởng tới già luôn. Nó ngán hả? Nó ngán, nó ngọt. Như vậy là bạn mới lừa. Bị lừa bởi truyện tranh. Dạ. Như vậy chúng ta đã biết được cái cú lừa về ẩm thực đối với Lâm Minh Hải là như thế nào rồi. Đó là một cái phút giây ngây thơ của trẻ con thôi. Dạ. Như vậy là chúng ta chúc mừng bạn Kim Hoàng. Bạn đã chiến thắng được 2 lần và đặc quyền riêng dành cho bạn. Đó chính là thứ nhất, mình được quyền lựa chọn một trong 2 món ăn mà Lâm Minh Hải đang rất mong muốn được thưởng thức ngày hôm nay. Thêm cái nữa, em để nhẹ đi cái chỗ chữ cú lừa đó. Em thấy gì đặc biệt không? Dạ, có cái mũ của đầu bếp. Đúng rồi, đây chính là huy hiệu thần bếp. Là một đặc quyền riêng nữa. Em có quyền sử dụng cái huy hiệu này bất cứ lúc nào, nhưng mà chỉ tại khu vực của gian bếp này mà thôi. Có nghĩa là nếu như trong quá trình nấu nướng em gặp khó khăn gì quá, em nói anh Hải ơi phụ em, nhưng mà được một lần duy nhất thôi mà thôi nhé. Bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng xem 2 món ăn mà Lâm Vinh Hải muốn thưởng thức ngày hôm nay là gì. 2 món này quen quen nha. Quen quen. Đây, thứ nhất đậu hũ Tứ Xuyên. Thứ hai, miếng xào cua. Bạn chọn món nào? Cho em chọn miếng xào cua đi. Rồi, xin mời bạn nhận miếng xào cua. Và đương nhiên, đậu hũ Tứ Xuyên. Mời bạn Huệ. Và bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng để chờ đón xem là hai bạn, và đặc biệt là bạn Hoàng, sẽ chọn khu vực gian bếp nào. Đặc quyền là được chọn bếp luôn. Bên phải bên đây, bên trái bên đây. Em chọn bên phải hay trái? Chị em chọn bên phải đi. Như vậy là bạn Kim Hoàng chọn bên phải, bạn Huệ, bạn chọn bên trái nha. Nào, xin mời quý vị hãy sẵn sàng đến với phần tiếp theo. Đó chính là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ sẽ là phần 2 được mang tên chinh phục khẩu vị ngôi sao. Đặc biệt là phải chinh phục được khẩu vị của anh Lâm Vinh Hải. Không biết là anh chàng này có dễ tính trong việc ăn uống hay không, nhưng mà không thể nào mà đơn giản nấu ăn một cách bình thường được. Đến với ngôi nhà đẹp như vậy là phải ăn một cách thử thách. Ăn thử thách mà nấu và đầy thách thức. Đó chính là bên khu vực bếp bên đây là khu vực của bạn Huệ, được gọi là bếp thượng. Còn khu vực bếp bên kia là sự lựa chọn bạn Kim Hoàng là bếp hạ. Tại sao là thượng là hạ? Dễ thôi, thượng là ở trên, là bạn phải đội một cái nón. Bên trong đây là rất nhiều loại đậu khác nhau. Nhiệm vụ của bạn là vừa nấu ăn mà không được làm rơi đậu, vậy mới ghê. Nếu như rơi toàn bộ số đậu này coi như mình bị sự thua cuộc. Không cần biết mình nấu ăn ngon hay không, nên hãy thật là cẩn thận nha. Đến khi nào mà chúng tôi cho phép bạn tự do thì lúc đó mình mới vượt qua được hết. Còn bên cạnh đó, khu vực bàn Kim Hoàng là bếp hạ, là ở phía dưới. Mình sẽ có bị gì đây? Đây, một chiếc cà kheo di động, rất dễ thương. Nhiệm vụ của bạn là đứng hai chân của mình lên hai cái lon này, sau đó là sử dụng cái sợi dây kéo căng ra để đi cà kheo. Sau đó, nếu như muốn lấy đồ vật nào, món ăn nào, nguyên liệu nào, mình di chuyển quanh căn bếp này, bắt buộc phải đi cà kheo. Nhưng mà không đơn giản nào ở đó đâu Hoàng à. Không biết là duyên số làm sao mà em lựa chọn khu bếp bên đây. Em không thể nào lấy nước bình thường được. Mà đây, anh chuẩn bị sẵn sàng nước tinh khiết cho em luôn. Nó đang ở dạng đá, dạng rắn. Nên nhiệm vụ của em phải nấu làm sao phân chia thời lượng dành cho tất cả các món thật là khoa học và hợp lý. Bên cạnh đó, khu vực bếp bên đây cũng đâu có lợi thế lắm. Bạn chỉ được sử dụng kéo thôi. Không hề có một cây dao, cây nĩa nào ở đây hết trơn luôn em ơi. Ủa rồi anh ra đề ra anh thấy anh nát giống như là mẹ cám vậy trời. Cũng chỉ nữa đó. Thí dụ như em muốn cắt trứng cút chẳng hạn, em cũng đâu có lấy gì xài dao đâu, em lấy chỉ em cắt, vậy mới khó. Bên cạnh đó, bạn Kim Hoàng có được huy hiệu thần bếp. Bạn có thể nhờ sự trợ giúp của anh Lâm Vinh Hải bất cứ lúc nào, nhưng chỉ được một lần thôi. Nên hy vọng là lúc nào mình mỏi chân mình cứ nói anh Hải nha. Không chuẩn bị nào,
Thời gian nấu ăn chỉ có 20 phút mà thôi. Hy vọng các bạn là vượt qua rất nhiều cái thử thách bất ngờ đang nằm gói gọn bên đâu đó trong cái gian bếp này. 3, 2, 1, bắt đầu. Rớt, cẩn thận em. Đừng cúi đầu. Ngẩn lên em, đó. Trời ơi, giống như tắm thiệt rồi đó. Vài bước đầu tiên mình chưa quen nha. Em mà rớt hết đầu là coi như mình thua đó. Ngẩn đầu cao lên nha. Đây để anh giúp em nó dán nó ra. Đừng nha. Đi lại khó khăn mà mấy món vật dụng rồi nguyên liệu cứ nằm mỗi thứ một nơi, toàn những nơi xa xôi thôi. Sao nhà anh phức tạp quá. Thiệt á. Lên em lớn gần hết nữa rồi đó. Ráng. Dầu. Trời ơi, không được sử dụng dao mà chỉ có kéo với chỉ thôi. Khó. Căn bếp của anh thú vị quá anh Hoàng ha. Gì mới khó, bởi vì em mới quý giá từng cái chất dinh dưỡng bên trong món ăn của hai người đẹp chuẩn bị sẵn sàng dành cho em. Bây giờ cái khó bên đây là nấu nước đá mới ghê chứ. Ngay từ đầu là mình phải nấu nước ngay từ đầu luôn, bởi vì nấu nước bình thường đã mất thời gian chứ đừng nói tên nấu nước đá. Hải ở nhà nấu ăn không Hải? Có chứ anh. Quá giỏi ơi. Đàn cám là quen á, di chuyển nhanh hơn nãy rồi đó. Rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón các bạn bên trong mỗi hũ gia vị. Đó chính là những thử thách được giấu bên trong. Muốn sử dụng gia vị nào là mình phải vượt qua được thử thách đó. Trời ơi, em sắc khéo nha, không cần xài dao, sắc bằng kéo mà cũng thẳng ghê chứ. Nó thẳng như nè. Bên bạn Kim Hoàng tận dụng được nhiều ưu thế của mình với những sự lựa chọn của mình đó. Ủa anh Hoàng xài gia vị thì sao anh? Đó, cái gia vị mới quan trọng. Ai khoan đã, từ từ nào, người đẹp Kim Huệ. Bên trong gia vị cứ ghi chữ gì nào? Bạn đang lấy muối đúng không nào? Một hộp không có. Gì nào? Cái này là thêm cho em. Như vậy là bột nêm, bột ngọt, cái đường là em sẽ có giấy trong đó. Đó, chắc chắn, đúng rồi đó. Đẹp đấy, ôi đẹp, cái màu đẹp hết sức. Khi nào em sử dụng gia vị thì em báo anh tiếng nha. Dạ rồi. Nước sôi rồi nè. Đó, cẩn thận cưng ơi, vẫn còn đậu. Đúng rồi, trời ơi, em giống như người mẫu mà đang đi tập vậy đó. Tập đi catwalk rồi hen. Wow, đó, ngẩng cao đầu lên nào. Mà em, bên bếp thượng mình á, cái đồ mình bên đây nè, không đi cho nó gần. Em lội di quanh nước láng giềng vậy em. Quên. Đẹp mắt quá nha, ôi quá đẹp luôn này. Anh nhắc chắc cái nước. Kim Hoàng ơi, bạn sử dụng thần bếp chưa? Dạ chưa. Miếng chưa mềm nha. Dạ được rồi, lấy cho. Được rồi đúng không? Dạ. Cái này là bạn xài rồi đó nha. Bây giờ em có xài cái quyền đó không? Dạ em xài. Chắc nước đúng không? Dạ rồi. Rồi như vậy là bạn Kim Hoàng đã quyết định là sử dụng huy hiệu thần bếp để nhờ anh Lâm Vinh Hải giúp bạn ấy phần miếng bên đây. Dạ. Chọt khéo quá. Có kinh nghiệm nè. Nấu mì ăn liền mà mì trộn nhiều. Mì xào á. Đúng rồi đó. Còn đậu là còn thắng nha. Quét nhà mệt nghỉ luôn á. Ồ, bên đây giỏi quá ta. Như vậy là cái hương vị nãy giờ, nguyên liệu nãy giờ em sử dụng để nêm nếm là chỉ có là nước tương thôi. Vậy có cái này nữa. Bột ngọt. Bột ngọt em xài chưa? Dạ rồi, mới xài. Trời, đứng yên á, đứng yên. Hải ơi, cái phần bột ngọt bên trong ghi gì nào? Bạn hãy tạo năm dáng đáng yêu. Bây giờ hãy sẵn sàng nha. Ok. Tạo dáng với cà kheo nè. Là Minh Hải xác nhận được một dáng thì báo tôi biết. 2, 3, 1 cái dáng đó không tính nha, cái dáng rất là bình thường. 2. Em đang làm nghệ thuật diễn viên phải không? Đó. Cũng được, 3 cũng dáng được, cũng được. Rồi, 4 dáng, còn dáng cuối nè, bây giờ dáng cuối anh Hoàng chọn nha. Dáng cuối hả? Còn dáng cuối. Ok, vậy đi. Thương bạn quá. Rồi, bên Kim Hoàng, bạn còn sử dụng gia vị nữa hay không? Dạ không ạ. Hết rồi ha, đóng nắp gia vị lại. Như vậy thì bên Kim Hoàng đã gần hoàn thành xong. Tôi giải thoát cho bạn. Nè, mình sẽ không cần phải sử dụng cà kheo nữa. Cái này sôi nha, giảm bớt. Bột nêm. Rồi anh lấy anh em mà. Rồi, bây giờ em sử dụng bột nêm đúng không? Và bạn hãy hát một bài hát nào đó để khách mời hát theo bạn. Ba thương con đi cho okay, em. Ok, 2, 3. Ba thương con thì con giống mẹ. Mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa lạ nhớ, gặp nhau là cười. Giỏi. Đó, giờ mình nêm hạt nêm ha. Đây là gia vị bạn đã vượt qua thử thách để được phép sử dụng. Lát nữa mình còn sử dụng gia vị nào nữa không? Không. Khóa sổ mấy cái gia vị ở lại. Và bây giờ tôi sẽ giải thoát bạn ra khỏi chiếc nón này. Như vậy bạn đã giữ được thành công
dù là trên dĩa còn một hạt thôi vẫn tính bạn thành công. Rồi, thấy thoải mái hơn chưa cưng? Dạ rồi anh. Thôi Huệ bây giờ là thoải mái rồi đó, Huệ được sống thật là chính mình rồi đó. Bây giờ Huệ sẽ tăng tốc hơn rất nhiều. Còn về phía bạn Kim Hoàng, bởi vì có rất nhiều lợi thế bởi đặc quyền của mình nên bạn ấy chuẩn bị đồ ăn khá là nhanh, nhưng mà vẫn chưa xong. Bây giờ chúng tôi sẽ trả lại không gian tự do cho các bạn. Hãy mình chờ bên phòng khách nha. Đi anh, cố lên nha hai bạn. Đây rồi, hai thành phẩm của hai người đẹp. Một bên là của Huệ nè, một bên là của Hoàng nè. Huệ ơi, với tình cảm của mình như thế nào mà em sẽ dành tặng cho anh Lâm Minh Hải với món ăn này? Cái món ăn này của em thì có vị hơi ngọt ngọt và nói chung là cũng vừa phải, nhưng mà có một cay the một chút xíu trong đó. Hy vọng là món ăn này sẽ gây ấn tượng với Hải. Còn với món miếng xào cua này là em chơi nguyên một con cua luôn. Với tình cảm như thế nào em muốn dành cho anh Lâm Hải với món ăn này? Con cua nó bự bao nhiêu thì tình cảm hâm mộ của em dành cho anh Hải là nó to lớn như vậy đó. Hai món ăn rất là đẹp mắt. Phải nói là 10 điểm chất lượng cho về hình thức thôi. Nhưng mà về nội dung nè, bây giờ Hải sẽ muốn thưởng thức món nào trước? Chắc em nghĩ sẽ ăn miếng xào cua trước. Tại vì món này nếu mà nó bị cay quá đi, chẳng hạn thí dụ thì sẽ mất vị món này. Đúng rồi, mất vị món này. Rồi xin mời bạn. Bạn ấy xếp rất là khéo, mình để cua vô đây. Đó, quan trọng bây giờ phần miếng nè, nó có vừa đủ mềm hay chưa? Thơm đó anh. Thơm. Có nấm mèo nè, cà rốt, tiêu bên trên nữa. Hợp lý không? Nếu mà gọi là ăn thì cái món này Hải nghĩ là rất nhiều người thích. Tại vì vị của nó rất là vừa. Vừa. Miếng thì mềm. Đó là tại sao lý do hồi nãy bạn không làm miếng quá chín. Miếng chưa mềm nha. Dạ được rồi, lấy chị. Tại vì hồi nãy bạn chỉ làm kiểu vừa đủ thôi. Thì mình xào tới là nó sẽ như vậy. Vậy là bạn Hoàng là có kinh nghiệm nấu ăn khá nhiều đấy. Đặc biệt là miếng đúng không nào? Đấy, đó, bây giờ mình thử phần thịt cua nè. Trời nghe cái chẹp muốn nuốt miếng hả? Ngon quá anh ơi. Bạn có lời khen như thế nào về món này? Nếu mà gọi là hoàn hảo 100% đi thì nó chưa đâu. Tại vì nó vẫn không có một cái gọi là rất là đặc trưng. Nhưng mà để mà vừa miệng vừa ăn và ai cũng có thể ăn được, đây là một cái món mà Hải sẽ lựa chọn. Vâng, cảm ơn bạn. Rồi bây giờ xin mời Hải uống nước nè. Mình trả khẩu vị lại ha, để mình bắt đầu thưởng thức cái món đậm đà bên đây. Mời Hải. Món bên đây chắc mình phải dùng muỗng nha. Dạ đúng rồi. Không được đẹp mắt lắm nhưng mà chấp nhận được. Tại vì dùng kéo mà anh khó đúng khăn rồi, quá. Đúng rồi, tội nghiệp. Đó. Cái phần nấm như thế nào, đủ giòn không? Cái tàu hũ ra sao, nó bị mềm quá rụt không? Hay là mềm vừa đủ nè? Cây vừa đủ đó với Hải. Nhưng mà về độ đậm đà thì vẫn còn hơi thiếu. Trong quá trình mà làm bạn không để ý lắm nên mà cái nước sốt nó hơi bị lỏng lỏng. Đậu hũ mà nó lạc, cái tính nó hàn, nó lạnh. Đâm ra là nó không có mùi đặc trưng. Đâm ra những cái thứ nguyên liệu phụ khác nó bổ sung thêm. Thì phần này thì dường như là bạn ở sử dụng ớt bột hơi nhiều, với lại cái nước sốt nó vẫn chưa sánh. Sau khi đã từng thưởng thức hai món ăn, Hải ơi quyết định đi, người nào, bạn nào giành được chiến thắng ngày hôm nay? Quyết định của Hải sẽ là chọn là miếng xào cua. Miếng xào cua, như vậy là Kim Hoàng đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Cảm ơn bạn, chúc mừng bạn. Đây, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho người thắng cuộc ngày hôm nay. Xin mời Lâm Minh Hải sẽ trao cho bạn Kim Hoàng. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn anh. Thêm phần quà nữa. Đấy, thêm phần quà đem về. Thêm mặn mà nha, đậm đà nha. Và đây, phần quà cho người về nhì ngày hôm nay. Cảm ơn bạn Huệ rất nhiều. Chúc mừng em. Dạ. Cảm ơn. Huệ ơi, bữa nay bị MC đưa bài khó quá, bạn có trách móc gì tôi không? Dạ không. Nói chung là hôm nay em tham chương trình em cảm thấy rất là vui. Với lại là em cũng thấy cảm mình hơi thiếu sót một tí, hơi buồn một chút xíu à. Sao chứ? Nhưng mà... buồn tại vì em bị một cái thử thách rất là khó. Em tuyệt vời lắm Huệ ơi. Nên hy vọng mình rút kinh nghiệm về cái phần chế biến và nêm nếm thôi. Còn với Hoàng, chiến thắng rồi, cảm xúc sao nào? Cảm ơn chương trình ngày hôm nay để cho em cơ hội tới để tham gia một cái chương trình thật là vui như thế này. Thứ hai là được gặp thần tượng của em là anh Hải. Và gặp anh Hoàng. Và cảm ơn Lâm Minh Hải và chúc cho bạn luôn luôn điển trai, phong độ và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi sẽ được tiếp tục phát sóng vào tuần sau lúc 17:50 Chủ nhật quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.